Hello, xin chào tất cả các anh chị, lại là Nam đây ạ. Chúc cho tất cả các anh chị ngày mới an lành và nhiều sức khỏe nha. Rồi thì hiện tại trước cái màn hình của anh chị đây chính là hai chiếc xe Honda Vision phiên bản cao cấp màu trắng và màu đỏ. Thì video này em sẽ quay cho anh chị xem hai chiếc xe này và cập nhật luôn giá bán để cho anh chị nào quan tâm thì chúng ta sẽ tham khảo nha. Drop it. Rồi thì hiện tại Nam đang là nhân viên bán hàng của Head Honda Tân Tiến 2, có địa chỉ là số 92, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Cửa hàng của Nam nằm ở khu vực Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp nha anh chị. Anh chị nào ở gần khu vực này có nhu cầu mua xe đó thì liên hệ Nam, anh sẽ hỗ trợ cho anh chị ha. Hôm trước có rất là nhiều anh chị khách hàng hỏi Nam là bên Nam còn Vision màu đỏ không? Nhưng bên Nam hết xe rồi, hôm nay xe mới về được vài chiếc nên làm video đăng lên chia sẻ với anh chị ha. Sẵn có chiếc màu trắng để hai chiếc kế bên luôn, quay cho anh chị xem luôn. Thì đối với cái xe Vision 2023 anh chị, cái phiên bản cao cấp hiện tại bây giờ là chỉ có hai màu thôi, một là màu đỏ đô, hai là màu trắng nha anh chị. Còn cái màu xanh bóng phiên bản cao cấp 2022 không còn sản xuất mới nữa nha anh chị. Hiện tại 23 là chỉ có hai màu này thôi, duy nhất hai màu này nha anh chị. Và anh chị lưu ý ha, Vision nó về màu đỏ là chỉ có một loại đỏ đô, đỏ đậm này thôi nha anh chị, và màu trắng cũng vậy, có một loại trắng này thôi, trắng remote nha anh chị. Không có màu đỏ tươi nha anh chị, cũng không có trắng lợt hay là trắng sao hết, chỉ có hai màu này thôi. Thì đầu tiên em sẽ quay cho anh chị xem sơ lược lại hai chiếc xe này một cái ha. Trắng bây giờ là trắng remote nha anh chị. Cái mẫu mà Vision trắng chìa khóa là đã ngừng sản xuất rồi, thế vào đó là màu đen chìa khóa nha. Rồi, hệ thống đèn pha là đèn halogen nha anh chị. Hy vọng rằng trong tương lai thì Vision sẽ cải tiến cái đèn pha này từ đèn halogen lên cái đèn LED nha. Rồi, thì xe được vẫn được trang bị cái hệ thống đèn định vị ban ngày nha anh chị, nghĩa là hai cái đèn này nè là LED ha. Còn lại tất cả các đèn còn lại là đèn halogen hết. Và đối với cái phiên bản cao cấp anh chị thì mâm này sơn bạc ha. Và sử dụng thắng đĩa phía trước anh chị, tất cả xe Vision đều sử dụng thắng đĩa phía trước và thắng sau là thắng cơ bình thường ha, thắng 4 ha. Tuy nhiên thì không có ABS nha anh chị. Vision là không có ABS tất cả các phiên bản luôn. Nhưng mà thắng là thắng kết hợp ha, nghĩa là anh chị tác động thắng sau thì sẽ liên kết thắng trước luôn. Bóp một thắng ăn hai thắng luôn ha. Mâm thì thiết kế theo kiểu 8 chấu ha. Rồi, một cái đặc trưng của cái phiên bản cao cấp của dòng xe Vision đó chính là cái yên màu nâu nha anh chị. Còn ba phiên bản còn lại là tiêu chuẩn nè, đặc biệt và thể thao là yên đen hết ha. Chỉ có duy nhất phiên bản cao cấp là sử dụng cái yên màu nâu thôi. Yên nâu thôi nhưng mà cái tông lường vẫn là màu đen nha anh chị. Và cách phân biệt xe 23 với xe 22 dễ lắm anh chị. Anh chị nhìn vào phần này nè. Cái phần bờ đằng sau này nè. Nếu mà nó cùng màu với cái nắp này á là nó là 22, còn nếu mà nó màu đen khác với cái màu trước này á, là 23 ha. Màu trắng cũng vậy. Rồi, tem xe thì có chữ Vision 3D nổi xi màu trắng nha anh chị. Công nghệ thì vẫn là USB thôi, chưa có USB cộng ha. Máy là 110 nha anh chị, Vision tất cả máy 110 hết ha. Lốc máy thì sơn màu bạc ha. Đây, đặc trưng của Vision là một phuộc nha anh chị, cũng giống như là ở thắc ngò vậy thôi nè. Dòng thắc ngò, dòng lít rồi đó là một phuộc hết ha. Thắng cơ, tuy nhiên thì phuộc này không có điều chỉnh được nha anh chị. Phuộc này cố định ha, không có điều chỉnh, cái này nó chỉ xoay xoay vậy thôi chứ không có chỉnh được nha anh chị. Vỏ mâm trước mâm sau bằng nhau ha, mâm 14 inch và sử dụng vỏ không có ruột. Đèn hậu anh chị có luôn đèn soi biển số rồi luôn ha, đầy đủ hết. Có luôn chắn bùn xe luôn anh chị. Đó. Cái chắn bùn này khi mà anh chị đi vào trời mưa anh chị mới thấy được cái tác dụng hữu ích của nó, rất là tuyệt vời luôn. Và đây là hai chiếc xe nguyên zin của nhà máy nha anh chị, chưa có độ hay là gắn thêm bất kỳ một cái phụ kiện nào hết ha. Rồi, anh sẽ quay cái góc này cho anh chị thấy thiết kế của mâm xe nè. Đó. Thì có rất là nhiều anh chị khách hàng thích cái mâm này hơn so với cái mâm 5 cây của phiên bản thể thao anh chị, thì cái đó tùy theo sở thích của mọi người ha. Rồi, mức tiêu hao nhiên liệu thì của chiếc xe này thì cũng rất là lý tưởng anh chị, 1,85 lít trên 100 km. Xe tay ga mà 1 lít xăng chạy khoảng 5-60 cây là tuyệt vời lắm anh chị. Rồi, em sẽ dỡ cái cốp xe lên cho anh chị xem ha. Đây, bình xăng thì đặt dưới yên nha anh chị. Có một số anh chị khách hàng đến cửa hàng của Nam hỏi mua xe Vision, họ có chiếc nào mà cái bình xăng đặt trước không? Là không có nha anh chị. Tất cả xe Vision là bình xăng đặt dưới yên hết nha. Dỡ yên lên mới đổ xăng được. Và cái dung tích cái bình xăng này là 4.9 nha anh chị, gần 5 lít ha. Đổ một lần chúng ta đi rất là lâu ha. Đây, cốp xe thì để được hai món bảo hiểm loại nửa đầu hoặc số vật dụng cơ bản khác. Trong này có sách hướng dẫn rồi luôn nè. Cái này là gương chiếu hậu nha anh chị. Đồ nghề. Cổng sạc. Nói về cổng sạc điện thoại thì đời 22 cổng sạc nằm chỗ này và cổng 12V. Qua đời 23 thì cái cổng sạc không còn ở đây nữa mà nó di chuyển ở phía trước anh chị. Đây, bên trái mình có cái hộp nhấn vô cái nè. Đây,
Thì cái cổng này nó tiện hơn cái là chúng ta mỗi lần chúng ta muốn sạc chúng ta ghim vào sạc thôi. Còn cái cổng 12V đó, anh chị muốn sạc anh chị phải mua cái cổng chuyển đổi cáp USB anh chị mới sạc được ha. Rồi, sẵn tiện thì nông quay cho anh chị xem cái những cái nút bấm trên xe nè. Có pha kèn xi nhan. Chế độ dừng đèn xanh đỏ máy tự tắt hay gọi là top anh chị, không có công tắc đèn ha. Đây đồng hồ nè. Đồng hồ thì điện tử kết hợp với cơ ha. Rồi, khóa thông minh nè anh chị. Khóa thông minh. Rồi đây thông số của xe nè. Đây quay cận vô cho anh chị dễ xem ha. Tên xe Vision là sản xuất tại Việt Nam nè. Trọng lượng bản thân 95 kg nha anh chị. Chính xác cái thể tích làm việc là 109,5 cm khối ha. Năm sản xuất 2023. Ở giữa thì có cái móc bán đồ. Đây, màu trắng cũng vậy thôi. Nó chỉ hai chiếc xe này cơ bản này khác nhau về cái màu sơn thôi. Còn remote anh chị, Vision thì chúng ta vẫn sử dụng khóa thông minh hết ha. Chỉ có bản tiêu chuẩn màu đen bóng là xài chìa khóa cơ thôi. Tuy nhiên thì cái này nó chỉ có là một hai tính năng thôi anh chị, mở nguồn on off với lại xác định vị trí xe thôi. Ví dụ anh chị đi siêu thị anh chị bấm cái biết xe mình đang ở vị trí nào á, chứ nó không có tính năng báo động chống trộm nha anh chị. Vision là không có tính năng báo động chống trộm ha, lưu ý giúp Nam ha. Đó, quay cho anh chị xem lại cái nữa ha. Rồi thì bây giờ em sẽ cập nhật giá của hai chiếc xe này để cho anh chị nào quan tâm chúng ta tham khảo. Hôm nay là ngày 26 tây tháng 2 2023 rồi, thì hiện tại Vision phiên bản cao cấp cụ thể là màu trắng và màu đỏ này nè, khóa thông minh remote, bên Nam đang bán ra mức giá là 34 triệu 900 ngàn nha anh chị. 34 triệu 900 ngàn, giá xe đã bao gồm VAT rồi nhưng mà chưa bao gồm phí lăn bánh thuế trước bạ ha. Có nhiều anh chị khách hàng nói Nam là ủa Nam sao em báo giá trên YouTube á giá vậy mà tới cửa hàng mua là giá khác. Tại vì anh chị, nếu mà anh chị đi mua xe anh chị để ý á, thì cái câu cửa miệng đầu tiên á mà cái anh nhân viên hoặc các bạn nhân viên bán hàng hỏi anh chị á, là anh chị đăng ký hộ khẩu ở đâu. Mục đích của người ta hỏi anh chị đăng ký hộ khẩu ở đâu là để người ta báo giá đó. Ví dụ như anh chị đăng ký ở tỉnh Đồng Tháp đi, anh chị đăng ký ở huyện huyện Cao Lãnh, huyện Lấp Vò, huyện Tháp 10, huyện Tâm Nông gì đó thì giá nó khác. Còn nếu như anh chị đăng ký ở thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc thì nó khác nha anh chị. Tại vì thành phố với huyện thuế nó khác nhau, sẽ ra một cái giá khác nhau ha. Thì thường giá huyện nó thấp hơn giá thành phố. Lý do là cái tiền thuế trước bạ và cái tiền phí biển số nó rẻ hơn ở thành phố ha anh chị. Đó. Chính vì thế là ở trên này Nam chỉ báo giá chiếc xe bao gồm hải quan cầm tay thôi, chưa bao gồm phí lăn bánh. Tại vì Nam không biết cái người mua chiếc xe này đăng ký ở huyện thành phố. Ví dụ như anh chị đến cửa hàng của Nam hỏi anh chị đăng ký đâu thì Nam mới báo ra chính xác được. Chúng ta cộng thêm cái tiền thuế trước bạ cái phí biển số là sẽ ra giá lăn bánh hoàn chỉnh, ra tới cà vẹt biển số xe luôn. Anh chị lưu ý đó, đó giúp Nam ha. Và anh chị lưu ý ha, giá xe thì Nam báo tại thời điểm quay clip và có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm chứ không cố định. Nếu như thời điểm anh chị mua xe mà giá nó không thay đổi thì Nam vẫn báo là giá cũ. Còn nếu như nó có sự thay đổi thì Nam bắt buộc phải cập nhật là giá mới nha anh chị. Tại vì giá xe thì nó đôi khi nó thay đổi, nó không cố định đó. Nói chung là anh chị muốn biết giá chính xác chiếc xe không? Mà anh chị muốn mua tại thời điểm mà anh chị muốn mua bao nhiêu tiền thì anh chị cứ liên hệ đi, em sẽ báo chính xác cho. Và xe này thì bên em cũng hỗ trợ bán trả góp luôn anh chị. Thủ tục thì cần chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân ha, một trong hai nha anh chị, không cần bằng lái, không cần hộ khẩu gì nữa chứ. Thì xe này anh chị trả trước tầm khoảng 10 triệu được có thể lên hồ sơ được á. Nếu như anh chị nào có kinh tế tốt hơn thì chúng ta trả cao hơn, ví dụ như 15 triệu, 20 triệu, 25 triệu gì đó, vân vân. Trả càng nhiều thì hồ sơ chúng ta càng dễ duyệt và góp hàng tháng càng nhẹ thôi chứ không gì. Tùy theo mỗi anh chị mà chúng ta sẽ có cái mức trả trước khác nhau và cái khung góp sẽ khác nhau ha. Khung góp bên Nam thì dao động từ 9 tháng tới 24 tháng nha anh chị. Chi tiết thì anh chị liên hệ đi, nhấp vào phần mô tả của video bên dưới á. Nhấp vào phần mô tả nó sẽ ra một cái địa chỉ và số điện thoại của bên Nam á. Thì bên Nam sẽ tư vấn cho anh chị cách cụ thể và chính xác hơn ha. Lưu ý ha anh chị, trả góp thì bên Nam chỉ hỗ trợ được khách hàng trong tỉnh Đồng Tháp thôi. Còn nếu như anh chị mua tiền mặt á, ở ngoài tỉnh á, Nam sẽ bán giao hồ sơ hải quan cầm tay và anh chị đăng ký thêm cái thuế trước bạ phí biển số là hoàn chỉnh ha. Còn khách hàng đăng ký trong tỉnh Đồng Tháp thì bên Nam bao trọn gói làm biển số rồi luôn ha. Tại này bên Nam ở ngoài tỉnh bên Nam không có nhân sự để đi làm thôi chứ không phải là không được anh chị. Anh chị thông cảm ha. Khi nào công ty có làm lại được ở ngoài tỉnh thì Nam sẽ báo anh chị ha. Màu trắng nâu và đỏ nâu, đỏ đậm ha anh chị. Vision là một trong những dòng xe bán chạy nhất của Honda Việt Nam luôn. Và Nam nghĩ đây là một trong những cái sản phẩm chiến lược của Honda luôn anh chị. Nam chỉ hy vọng rằng trong tương lai thì Vision sẽ cải tiến lên đèn pha LED nè, khóa thông minh mà có thêm tính năng chống trộm nè, đồng hồ thì nó sẽ full LCD chẳng hạn. Hy vọng rằng trong tương lai nó sẽ có những cái công nghệ cải tiến hay hơn nữa ha. Rồi, đó là tất cả thông tin về hai chiếc xe Vision 2023 phiên bản cao cấp màu đỏ với lại màu trắng. Anh chị nào quan tâm thì nhấc máy liên hệ Nam, Nam sẽ hỗ trợ.
Bây giờ thì Nam xin phép kết thúc video tại đây ha. Anh chị nhớ đăng ký kênh của Nam để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về những dòng xe mới nè, cũng như về giá xe nè, về chương trình trả góp, chương trình khuyến mãi nè. À quên, anh chị nào trong khu vực tỉnh Đồng Tháp mua xe tại cửa hàng của Nam, công ty còn chi ăn đặc biệt thêm, đó là một phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng áp dụng cho mua phụ tùng chính hãng Honda nha anh chị. Ví dụ như anh chị mua cho cái phụ tùng xe Honda cũ mình ở nhà, ví dụ như nhông sinh dĩa nè, vỏ ruột xe nè, bố thắng nè, bình ắc quy nè, vân vân. 1 triệu ha. Chi tiết thì anh chị liên hệ Nam sẽ tư vấn kỹ ha. Rồi bây giờ Nam xin phép kết thúc video tại đây ha. Cảm ơn tất cả các anh chị đã dành chút thời gian quý báu của mình để theo dõi video của Nam. Hẹn gặp lại các anh chị vào những video tiếp theo nhé. Xin chào.